Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chú ơi. Ơ, chú nghe chú này. Chú có biết run này sao ra đêm chú? Chú chẳng biết cái gì cả đâu, chú cháu đừng hỏi mấy cái câu này. Chú không biết gì đâu. Thế cháu đang làm gì không chú? Thôi. Chú mày chim sẻ đến chân rồi còn cái gì đâu mà đấm. Mày đấm cái xương hông của chú à? Thôi cháu ơi, nghịch ngợm vừa thôi cháu ạ. À. Chú ganh chú tụi cháu về top 1 đi. Chú có giàu không chú? Không, chú nghèo rớt mùng tơi. Nhà chú như cái nhà vệ sinh của các cháu vậy, nó chỉ to như vậy thôi. Bay đi. Có cái đội nào nó nhảy ngay trước mặt mình này. Các cháu này. Các cháu thấy chưa? Có ba cái thằng đấy. Ủa, mấy cái cháu này chúng nó mặc cả xilít nữa hả? Đấm chúng nó. Có ba đứa thôi à, mình có bốn đứa, mình có lợi hơn mà. Bay xuống đấm nó. Nhưng mà nó đấm mình hay mình đấm nó hả cháu ơi? Cháu kìa, không biết nhưng mà... Đuổi theo hai cái con mặc xilít kìa, có hai đứa nó đi mặc xilít kìa đấm nó. Đừng để cho nó lượm súng là nó hạ luôn chú cháu mình đấy. Thôi, chạy đi. Đừng để nó hạ chú cháu mình nhá. Đấm cho nó này, hai con mặc xilít nó đang ở trong này. Nhanh nào các cháu ơi. Sát sống vô bắn á. Rồi chú hạ một đứa rồi. Chú ơi. Trên đầu cháu có một thằng nè. Đây từ từ để chú lên. Chú lên. Nó có súng kìa chú ơi. Chú cho nó lên bảng luôn này. Rồi, chú ơi, câu một viên nữa thôi, okay, thế là xong rồi. Ô cứu kìa, không nó chết bây giờ. Cứu đâu rồi chú ơi. Ok cháu. Chú có thấy mũ ba giáp chống nổ không chú? Đúng rồi chú có thấy không? Nhưng mà chú không có lượm được. Cháu lượm đi cháu ơi. Tại vì biết chú là biết lời của cháu mà. Chú cũng có ba lô heo giống cháu nè. Ồ ba lô heo này chú bảo thằng nào cũng được tặng mà. Ai cũng có ba lô heo mà cháu ơi. Đứa nào cũng được tặng mà. Cháu không có chú ơi. Cháu chỉ có ba lô gấu thôi chú ơi. Chắc là cháu chưa vào cái mục nhận quà rồi. Cháu mới chơi game này thôi. Cũng tại chú với AS đó. Chú có gần đây gần không chú? Làm sao cơ cháu ơi, chú nghe này. Cháu cứ nói đi rồi chú nghe. Sao chú đi một bước nào cũng chỉ có một bước đó vậy chú? Chú nói gì vậy? Xịt khói hả? Xịt khói là làm sao vậy? Sao chú lại không nhìn thấy gì? Chú phải đi mới nhìn thấy. Đây chú đi nhưng mà chú không nhìn thấy khói gì cả. Mày đi nhanh chú ơi! Chạy nhanh đi luôn! Đi nhanh hả? Ồ đi nhanh nó xịt khói này cháu này. Ồ bây giờ chú mới biết đấy chứ sao đi nhanh nó lại xịt khói được nhỉ? Ô nó xì khói này. Nhảy là nó xì khói cháu ạ. Đây này đi nhanh xong nhảy nó xì khói cháu này. Chú ơi, cháu có một cây chích điện này chú ơi, chú có cần chích điện không chú? Chú không cần chích điện đâu. Sao cháu lại đòi chích điện chú? Chích điện chú chết thì làm sao? Sao cháu nghịch dại thế cháu? Chơi trận này nữa em cũng nghỉ nha anh. À, ok anh cũng nghỉ mà hết pin rồi. Biết em còn nhiêu pin không? Nhiều. 40 pin. Ủa 40 hả cháu ơi? Thôi muộn rồi ngủ đi. Cháu còn nhiều pin mà cháu mệt quá cháu đi ngủ thôi. Chú cũng vậy. Chứ chứ ở các cháu định đấy, chú ơi. Các cháu định thức qua đêm à? Ôi làm sao đấy, cháu ơi, ơi. Ô sao cháu cứ bị đứng lên ngồi xuống vậy? Ô cháu bị sốt à? Hay cháu bị cái gì vậy? Sao thằng này nó không có bị gì? Ô. Các cháu cứ làm cái trò gì vậy? Thôi chóng mặt cháu ơi thôi. Chóng mặt lắm cháu ạ thôi. Đừng vậy.
Chú có Đây máu chú đổi không qua cái khẩu này. Chú có hai túi chú? máu này. Chú có hai túi máu thôi này. Đến nào lấy thì cứ lấy đi. Chích điện cho cháu đi chú ơi. Chú cháu không có súng chích điện đâu, vứt đây chú chích điện cho. Súng đâu? Chú ơi, ai nhặt vậy? Ai nhặt súng điện vậy? Chú không biết nữa cháu ạ. Chú không cầm súng điện. Ai nhặt súng điện vậy? Tấn Tài á. Chú không có cầm cháu ạ. Tấn Tài trả đây. Bắn súng điện, bắn súng điện. Ok. Tại chú và Ad mà con chơi game này luôn á. Ủa chú có biết cái gì đâu. Sao cháu lại cứ đổ lỗi tại chú? Chính điện là tính Marcity ơi. Coi 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 chú bắn nè. Không, nhưng mà chú chơi ngu lắm cháu ạ. Coi chú bắn nè, đồ nè, thấy hay hay. Vô tả cháu mới chơi game này mới đây chơi nhiều. Cháu mới chơi game được có một năm rồi chú ơi. Ủa cháu chơi một năm rồi hả? Có gì không vậy chú chỉ dạy cho cháu. Chú chẳng biết gì cả, có cháu chỉ cho chú thì còn được. Chứ chú có biết cái gì đâu mà chỉ cho cháu. Chú già cả rồi mà. Lần này chú gánh tụi con về top 1 đi chú ơi. Không, cái này chú chịu cháu ạ. Là thì chú chịu đó. Chú chịu ba đứa đó. Ít hai là ai nhặt không? Chú chịu thôi. Các cháu để đấy mà cứu chú thì còn được. Chú già, chú cứu được chú? Không, chú già rồi có sức đâu mà cứu. Chú nặng mấy ký vậy? Lỡ cái chú gì hả? Chú sao cứu ký không nổi thì sao sao cứu được? Chú nặng 200 ký. Ba thằng chúng mày cũng không vác được chú đâu. Có radar kìa, radar của ai kìa. Nên là chú mới bảo là chú nặng 200 ký là bình thường là chú chỉ có ngủ thôi. Nặng vậy làm sao mà đi được. Thì chẳng ngủ. Cụ ơi, cụ ơi, cụ ơi. Cụ già ơi. Cụ già Sĩ Kẹo ơi. Có phải ông là ông nội của Sĩ Kẹo đúng không? Không, ông là ông cố nội của Sĩ Kẻ, chứ không phải là ông nội. Cháu hiểu không? Nghe không, nghe không, nghe không, nghe không, anh. Nghe, nghe rồi, nghe rồi. Ông cố nội nha. À, sao ông số 2 ông đứng ở dưới đó vậy? Cháu có biết tại sao không? Bởi vì là mất mạng nên là mới đứng ở dưới cháu ạ. Có gì không? Có anh đi mời chú ơi, chú không nhặt à? Không, chú không nhặt cái đấy đâu, nhặt cái đấy bán chậm lắm. Chú kẹo mà, chú phải bán ghê vậy. Chú đã bảo là chú có biết cái gì đâu. Sợ bạn cháu đi nữa chú ơi. Chú đừng có đi, bỏ bạn chú. À để chú chờ. Chú quay lại chú đón thằng kia nhá. Không chú đùa thôi đây. Quay lại này. Chắc là nãy nó bị bố ganh mẹ ganh hay là mất mạng thôi. Có đồ nâng cấp giáp thì chú ơi. Đây để chú chở cháu qua mà lấy này. Chú chẳng cần nâng gì cả đâu. Có ai cần giáp giáp trắng không? Đây, anh mới có giáp ba à? Khoan khoan khoan. Khoan khoan. Ai xúc ai xài luôn rồi. Qua đây qua đây. Qua đây qua đây. Qua đây cho giáp trắng nè. Lên xe các cháu ơi. Giáp trắng á. Cháu số 2 cháu lên xe đi. Chú khỏi cho cháu ăn nấm luôn này. Tưởng ăn nấm chứ ai ngờ nấm. Chú kêu à? Chú đây. Làm sao cháu ơi, chú nghe này. Chú ơ ơ hoài chú. Ô là làm sao? Nãy là cái thằng thằng số 3 nó ngáp chứ chú có biết cái gì đâu. Đi bộ rồi chú ơi.
Ô từ từ đây, từ từ rồi là chú chạy vào bo cháu ạ, từ từ. Cô trình mấy kia bắn cái nét sợ ôm nằm xuống dưới lắm đi chú. Xác kìa chú ơi. Đây này, AS xác này cháu này. Chú gặp AS rồi, chết rồi chú gặp AS rồi. AS bu bi bắn chết chú. Ủa thế hả? Nhưng mà chú đang còn sống nhăn răng ở đây cơ mà đã chết đâu. Cháu chết chứ đâu chú chết. Có gì không? Có gì không? Không có gì cả. Cái bọn này nó nghèo lắm các cháu ạ. Nó nghèo. Oh yeah. Cháu có một cái giảm thanh. Chú cũng có một cái giảm thanh cháu ạ. Không có đứa nào có đạn tiểu liên thì cho chú một băng thôi được rồi. Em nhiều băng à, cháu nhiều băng rồi chú ơi. Thế cho chú hai băng đi. Ủa sao nhiều vậy, cháu không chơi tiểu liên à? Cháu chơi sáu cân à. Ủa thế hả? Thế lên xe luôn nào cháu số 2. Số 2 lên xe nhanh còn đi nào, hay là nó lại bị lag rồi hả cháu? Nó lại bị lag rồi à? Lên số 2 ơi. Số 2 đang bắn xe kìa chú ơi. Sao số 2 nó lút đồ lâu vậy? Chú cứ tưởng là nó bị lag cơ. Lút đồ là... Ô cháu số 2 này. Cháu số 2 này lút đồ, lút đồ. Mai chú không chơi à? Hôm nào chú cũng chơi cả. Mai chú bận đi đua xe rồi nên chắc là chú không chơi. Chú đi xe luôn. Chú mới mua mô tô nên là chú mai chú đi đua xe. Lamborghini hả chú? Không, chú nghèo lắm. Chú mua xe Yamaha quẹn. Làm gì có tiền mà mua Lamborghini. Yamaha Exciter à? Exciter chú đi cả năm nay rồi, mòn lốp rồi cháu ạ. Giá cắp nổ kìa. Giá cắp nổ miễn phí kìa. Ở đây nó nhiều hòm xác nha. Bữa nay là chú không đi Exciter đâu. Chú đi phân khối lớn cơ cháu ạ. Chú đi chiếc gì vậy chú? Chú đi chiếc R3 chú mới mua mà chú chưa kịp chạy à. R3 bám biển số ở đâu vậy chú? Chú phải về quê đây này. Mai chú về quê chú đăng ký cháu ạ. Mệt mỏi ghê vậy. Làm giấy tờ lâu lắm chú ơi. Cuộc đời chú có biết cái gì đâu, mới mua được con xe phân khối thôi à. Mua mấy con phân khối nhỏ thì nó dễ. Phân khối lớn chúng nó cứ bắt đóng thuế tùm lum. Nó gấp đôi Exciter thôi cháu ơi, chứ có cái gì đâu. Nâng cấp giáp kìa, nâng cấp giáp kìa. Con nâng giáp này. Chú nhìn cháu đi. Không có mì đâu, các cháu cứ ăn thoải mái nhá. Cút về, cút về. Nhanh lên xe rồi chú chờ. Chiếc đó chú lấy biển số là hết bao nhiêu tiền? Ô có người này. Chú còn chưa lấy được biển cơ cháu ạ. Đây chú tông nó này. Đừng tông quá chú ơi, coi chừng tông nó này. Tông nó luôn cháu ạ. Chú tông được một đứa rồi, còn một đứa thôi. Chú bị vô tù rồi chú ơi. Bên trên có người các cháu ơi. Có người ở trên tròi. Em lên giường. Trên tròi có người các cháu ơi. Có một người lên giường cùng chú ơi. Nó vừa bắn chú ấy. Cái thằng trên tròi nó cắn trộm chú. Cái cắn chỗ gì của chú vậy? Đây này, cái thằng trên tròi có một đứa. Nó vừa cắn trộm chú này. Các cháu lên hấp diêm nó. Nhanh nào, một mình chú lên. Nó giết chú luôn bây giờ. Ủa không có đâu. Chú nhầm thôi. Chắc thằng nào nó cắn trộm đấy, không phải thằng trên tròi đâu. Em ơi, chú ơi. Chú đang nghèo. Đây, các cháu ơi, đi. Có chừng bắn xe vô mà. Các cháu chở chú đi, rồi chú đi. Chú, cháu mới vừa mất nghề lái xe. Ủa, sao cháu lại mất nghề lái xe? Trẻ con trẻ nít biết lái đâu mà mất nghề lái xe. Đi nhanh nào, không chú tốn máu. Lấy xe. Ủa trên xe này chú không quấn được máu. Đứng gọn gọn lại để cho chú quấn máu phải nào. Cháu cũng không cứu máu được. Game nó bị lỗ đấy cháu ạ.
Xóa game đi, game nó bị lỗi như này thì chơi cái gì. Mấy cháu chết đèn chú chờ. Ô được rồi, ok, cảm ơn cháu trai tốt bụng. Chú có đèn cho kênh luôn chú. Chú chỉ có đạn súng tiểu liên thôi, nãy giờ cháu cho chú nhiều quá. Chú xài đâu có hết đâu. Chú có dùng đạn súng tiểu liên rồi. Giờ con còn 8 viên. Ô thế bây giờ các cháu đi xe hay là đi bộ? Đi bộ đi chú ơi. Có thôi đi xe cũng được. Cái xe này chú nó khó bắn mà cháu mà. Để chú lượn một mày vòng nhá. Mua tủ lạnh, mua mấy giá. Đến điện máy xanh. Bạn muốn mua tủ lạnh. Đến điện máy xanh. Đến điện máy xanh. Đến điện máy xanh. Nó chậm quá à. Có tim khác này cháu này. Bạn muốn mua tivi. Đến điện máy xanh. Bạn muốn mua tủ lạnh. Đến điện máy xanh. Đến điện máy xanh. Thêm điện thêm xanh. Bạn muốn mua tivi. Đến điện máy xanh. Bạn muốn mua tủ lạnh. Tủ lạnh. Tủ lạnh. Đến điện máy xanh. Đến điện máy xanh. Thêm điện thêm xanh. Còn một đứa 150 các cháu ơi. Còn có 2 thằng bắn M79 luôn ấy. Các cháu ơi. Như vậy là còn có 2 đứa ở ngay cái phía 150 đấy. Thôi từ từ để nó chạy bo vào. Cháu chết rồi chú mới ném thính. Đâu chú có ném thính đâu. Chúng nó ném thính đấy, không phải chú ném đâu. Chú bị mất cái đầu lâu rồi. Giờ cháu mới lên mỏ thôi. Cháu ơi ở SE này. Nó chạy qua đây này các cháu ơi. 165 nha. Nó đang 165 đấy cháu ạ. À. Trong cái nhà bẩn bẩn đấy cháu ơi. Ô từ từ. Thôi để cho cái thằng số 2 nó xử cũng được. Chú cháu mình lên đây ăn mừng sớm luôn này. Ủa cháu ơi nó ở trên này. Nó ở trên các cháu ơi. Nó ở trên các cháu ơi. Nó chơi AWM. Chú không có bom keo. Chú không có bom keo. Nhưng mà chú không có bom keo. Chú có biết bom keo luôn hả? Chú không còn quả nào. Này này, cẩn thận cháu ơi. M79 là sấy đi. Khoai khoai cho số 2 giết đi, cho số 2 giết. Chú có mỗi M79 thôi à? Bên đây à, gốc cây á, gốc cây á. Chú có MP40 thôi. Được rồi, đây này cháu ơi. Lại cho chú luôn nè. Ô, cảm ơn các cháu. Chú đẹp trai quá. Cảm ơn các cháu đẹp trai. Còn chú là chú già rồi, đẹp cái nỗi gì. Thank you chú, top 1. Hàng chú có to không chú? Hàng chú to hay chú nhỏ chứ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.